Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh vừa chia sẻ dòng trạng thái ăn mừng trên trang cá nhân thông báo về tin vui kênh YouTube của nam danh hài đạt mốc 700.000 lượt đăng ký sau 2 tuần thành lập. Trong thời gian ngắn nhận được lượng theo dõi khủng từ người hâm mộ, Hoài Linh không hổ danh là danh hài quốc dân. Trước tình yêu lớn của khán giả dành cho mình, Hoài Linh chia sẻ, kênh YouTube của Linh lên được 700.000 sắp rồi, cảm ơn bà con đã ủng hộ. Bên cạnh lời cảm ơn gửi đến công chúng, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng cho biết nam danh hài chỉ có đúng duy nhất một kênh YouTube này. Đã được tích chính chủ và xin thông báo đến những kênh khác làm ơn đừng lấy mấy clip của mình để đăng tải nhằm mục đích câu view. Bên dưới bài đăng của Hoài Linh, đàn em nam thư gửi lời chúc mừng và bất ngờ trước thành tích của đàn anh. Quá nhanh, quá đỉnh anh bố ơi. Nhiều fan cũng gửi lời động viên đến nghệ sĩ Hoài Linh trước động thái trộm clip của các kênh YouTube không chính chủ, ngang nhiên và sai phạm khi đăng tải lại video được thực hiện sáng tạo bởi nam danh hài. Gia nhập đường đua nền tảng mạng xã hội trễ hơn so với nhiều nghệ sĩ, nhưng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã chứng minh đẳng cấp của danh hài quốc dân khi đạt được lượt theo dõi và yêu thích trong thời gian cực ngắn. Không chỉ thắng ở kênh YouTube, một tuần lập TikTok, Hoài Linh hốt hẳn 100 triệu view, bỏ xa cả Sơn Tùng, Hương Giang, cả